ខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងស្ថាបនិករបស់មន្ទីរពហុសិបាលបកងសែនសុខទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់មានអ្វីពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសន្ទនាថ្ងៃនេះដែរជំរាបសួរលោកអាចារ្យចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើបានមកអង្គុយសន្ទនាជាលក្ខណៈពិសេសតាមដងជាមួយនឹងលោកអាចារ្យចាស់អញ្ចឹងលោកអាចារ្យចាស់អាចណែនាំខ្ញុំបន្តិចទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទជំរាបជូ
mùi chức năng khi còn đọc bầy. Rồi bàn bình chọc ca sạc xa dân bàn bật tò phơ ca nghiên nơi mùn tì bệt rốt cư mùn tì bệt cầm nét dạy bệt bà chức năng mọ hải. Mùn tì bệt chứ ba bà cô sàn sọc dân khiếm bàn một ca lăng được hai cả cả đá. Mấy mấy nít đại tế mình toàn bàn cùng rốt bàn mùi chức năng là lời tế. Tại tôn chủ mùi nâng ở mùn tì bà hộp chứ ba bà toàn tạm đông ta miền ở về giới cả cam được có chắc khổ vì sao vậy đấy. Về bà chủ bọn hay nâng ở nâng khai nào cũng. Tại tôn nâng chắc khổ vì sao rồi bọn khang mùn tì bệt hộp chứ ba bà cô sàn sọc dân khiếm cư. Trong cùng rừng quân hiệp sư và quân hiệp sọc khá bị bá đó sư và bọc góp đôi rộng sổ lật thó của nơi Campuchia chỉ bị xếp nay là phần cùng một toàn cùng đất nguồn của ấy dân khinh tha chiều tư tới nơi mình tìm về clinic ai kể chân mùa chừng luôn nơi vì thân đi phong bánh nay sư và phần cùng một toàn cùng đất nguồn ở toàn nhân là chẳng phục nhân nâng cùng rừng sư và phần cùng một toàn cùng đất nguồn nâng ai chiên mục nơi nông ở tại Campuchia dân sao mà cũng chắc chắn trong chùa mùi nâng ở mình ti và hộp chế ba bà con sang sau quỳnh ta thương ở mình ti và hộp chế ba nữa nên sẽ là cam hai con sau có hiệu với cho hai lực cũng tiệm tôi nâng sẽ là cam nông mình ti về từ hộp chế ba sản sập dưỡng tim muối tiệm tôi nâng ca sử dụng mình toán nâng rồi búa một phải buồn máu là phải buồn máu sử dụng mình toán cũng rất lớn miền chừng người tu tới sùng phong nâng rồi sấy cùng mé hay nâng chạ cà chạ vạt sáng dương miền thờ eco thọ rập dấu miền scan dương miền tu pe tìm riêng nay là tập nồng ái hàng bài đố nâng chừng người cùng rong nồng và hai dương miền nay khang một tí thì sao khang mời chiến lý mộ sao tập mai bông bông đó kìa đôi đại ban đáp ở lục khổ rồi hai đại lục khổ miên nơi sẽ phá cam thai phong sau có phim của đôi chia bị nứt bị cruồng niệm chưa bao chừng mới chỉ trở thành đại hai lấy nick bao chừng mới để nhưng khi ông khỏe phục mai bóng ôn tha chừng mới để bây giờ sẽ hài vô thì xa tay mình tin vào hậu chia ba con sen xuất ban nên sẽ hạ cao chừng mới cam vị thí từ sắp tay từng nứt đại chia cam vị thí tên lê còn xa thế dẫn sau có phim bài bình thói trên một kênh để cam chưa nó cứ về riêng ý hay lại đi cho là khổ ta ở mình tin vào hậu chia ba con sen xuất miên ở vậy thì sẽ tay tác ban chia hạ cao chừng mới cam vị thí về riêng mùa hè đã mình tìm về hút chi ba bà con sản xuất ra cái chủng mới nắng về những EHID của thẻ EHID miễn sử dụng toàn chất rồi hát miễn app to luôn sử dụng ao mẹ chủng mới còn ai thôi cả nạp chụp chủng mới nắng vị trí bình đất tam này chủng riêng mình mới rồi còn tất cả bình đất chiếm phần đất địa bàn toàn chất bánh hà nấy đời xa mình tìm về nhớ mình tìm muối để tôi nâng không thêm được bây giờ mình tiết để cho người ai biết cả mình cho mình lấy bảy phía rồi thì mình tìm về hút chi ba con sản sọc bọc mai bông phong đỏ khi nên hai cô chị ở đây để nhom phép thá được xe luôn cứ bọc mai bông phong đỏ khi con sẽ ra ra cam một thứ về riêng ai đi đây vẫn nó nông ca từ tôi nên sẽ là cam thay toán sẽ là cam tiền đất mình chia ba chừng nữa chia muối nâng mình tìm và hộp chia ba con sản sọc nâng từ tôi ban cao vẫn chân lại hộp đó tới rằng bây vậy rồi chúng bộ ma của ông complete chỉ mới nâng một tí về hộp chữ ba bà con sản xuất và cọp đài quân ở phía nâng cầu vị trí chỉ việc là nên nghiên cứu nâng lâu với chạm đất sâu và cũng tôn chủ lý ra.